Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần cụm chân sạc của điện thoại Mobileye Star Jumbo S2. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Mobileye Star Jumbo S2, không sạc được pin, sạc chập chờn lúc lúc không, cần một địa chỉ thay mới chân sạc cho Jumbo S2, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di động cao cấp Chevan có mọi loại linh kiện trên Mobileye Star Jumbo S2 nói chung và phần chân sạc của Mobileye Star Jumbo S2 nói riêng thay mới với các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp Chevan, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa, thay mới cụm chân sạc, sửa lỗi không nhận sạc pin trên Mobileye Star Jumbo S2, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.